Đang ăn dở không muốn đứng dậy vứt rác nên tiện tay ném hạt táo vào trong, ai ngờ phía trong lại ném ra hai hạt táo. Vì tò mò nên anh ấy đã ném thêm vài món đồ vào trong thì mọi thứ vẫn được nhân hai lên, thấy ngon ăn nên anh ấy lấy ít tiền trong túi ném vào. Lần này anh ấy đã hoàn toàn tin tưởng gom hết đồ ném vào trong, ai ngờ cánh cửa lập tức đóng lại, thế là mất trắng luôn.